Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình góp nhận 10 top cần có ký hiệu là LAT nè bạn. Thì dự án này, chương trình góp này top cần nó sẽ đang bán yêu các bạn. Hiện tại G1 thì bán giá 1 đô, G2 nó bán giá 3 đô các bạn, và list sàn sẽ là 4,5 đô các bạn. Thì trên thông tin giá có nói gì vậy? Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video, mình mở link form ra các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, follow kênh trailer các bạn. Rồi tiếp tục thì tại Twitter thì các bạn follow và tăng 3 người bạn các bạn. Các bạn copy cái hashtag là từ chữ S này, last chứ rồi thằng BC người ta cả. Rồi các bạn vào đây các bạn follow tại Twitter nữa nè các bạn. Thì chương trình góp này nó sẽ kết thúc rất là nhanh nha các bạn. Thì các bạn nên làm dự án này nha các bạn. Trên tờ Twitter thì bạn chỉ bấm theo dõi nè bạn. Các bạn like và tờ tweet bị cái game người ta các bạn. Các bạn like nè, các bạn trình dẫn cho tờ tweet nha bạn. Phan các bạn để coi nó đang bán hàng phía sale nè bạn. Thì G1 bán 1,5 đô cho 1 cục càng lát nè. G2 thì bán 3 đô cho 1 cục càng lát nè. Và list sàn sẽ là 4,5 đô các bạn. Nó sẽ list sàn nào ta? Thì việc list sàn này sau này nó xích lần nào thì mình sẽ thông tin thêm tiếp cho tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn chỉ việc tiếp dẫn như là tweet nè. Các bạn dán các tag hồi nãy các bạn copy và tăng 3 người bạn của mình vào tất cả các bạn. Rồi các bạn đánh giá một dạng Airdrop. Rồi các bạn tweet lại nha các bạn. Sau khi các bạn tweet lại xong thì các bạn bắt up lên nè các bạn. Thôi các bạn chạy xíu nha các bạn. Thì các bạn dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nè. Thôi các bạn chạy xíu nha các bạn. Ảnh trong quần các bạn chạy tìm gặp cơm. Tiếp tục Telegram username thì các bạn mở Telegram mình ra nè các bạn. Telegram các bạn đã chọn sao thì bạn nhấp vào ba cho anh cùng nè, bạn nhấp vào setting nè các bạn. Thì các bạn sẽ thấy từ username của mình là @anh133 này các bạn. Bạn nào chưa mới tạo Telegram thì nên tạo cái username của mình nha các bạn. Rồi @anh133 này các bạn. Đây là cũng là cái mã giới thiệu của mình luôn nha các bạn. Tiếp tục username tại Twitter thì các bạn mở tại Twitter sẽ thấy được username tại Twitter các bạn nha các bạn. Username tại Twitter thì mình không hướng dẫn các bạn, quá là dễ luôn. @vv này là chính các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi lên một cái link tweet nha các bạn. Và các bạn lưu ý nha các bạn, tờ Twitter các bạn tăng những người bạn nào thì các bạn tăng thường xuyên các bạn. Vì hiện tại tờ Twitter nó dễ bị đình chỉ lắm các bạn, nó dễ phá ạc các bạn lắm. Rồi, thì username tờ Twitter mình nằm chỗ này nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn chia sẻ các bạn đã tờ tweet nè các bạn. Bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Bạn dán link tweet vô đây nha các bạn. Tiếp tục cái địa chỉ BC Wallet này thì các bạn có thể dùng địa chỉ trên ví chúc Wallet MetaMask. Còn Safiban các bạn thì mình khuyên các bạn nên dùng địa chỉ Safiban các bạn, cho những bạn nào không biết sao chép nè. Hiện tại cái ví chúc Wallet nó đã tách ra mạng ETH và mạng BC rồi riêng biệt cho các bạn. Rồi các bạn trở về form nè các bạn. Đăng bắt ở đây nè các bạn. Rồi, một cái phơ này thì các bạn điền cho mình ở cộng @anh4.1 các bạn. @anh1133 một đây phần link mô tả các bạn mong gửi. Lưu ý các bạn không được chuyển qua tiếng Việt các bạn. Chuyển qua tiếng Việt chuyện khi nó lỗi dấu là các bạn tôi cần nó sẽ không phát các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án nhận tập cần last. Đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo thì mình nhé.